Xin chào quý thầy cô, anh chị và các bạn đang có mặt trong lớp MC ngày hôm nay. Mình xin tự giới thiệu về bản thân. Mình tên là Gia Bình, tên đầy đủ của mình là Nguyễn Gia Bình. Năm nay mình 9 tuổi, mình học lớp 3 một trường tiểu học Lê Văn Tám. Mình đang sống ở địa chỉ thành phố Hồ Chí Minh, quận 7, đường Duy Dùng Chính. Mình rất vui khi có mặt trong lớp MC ngày hôm nay. Mình xin chúc quý thầy cô các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Mình xin chân thành cảm ơn.